đây là chương trình bên dòng thời sự được phát hình trên đài IBC băng tầng 57.19. Cá nhân chúng tôi là Phan Điệp. Và chúng tôi là Tống Phước Hiến. Thưa anh, à, tuần này chúng tôi lại tiếp tục à, nhờ anh trình bày về vấn đề mà như chúng ta đã biết rằng Cộng sản Việt Nam nó có cái bộ công an mà nó cho là thanh gương và lá trắng. Thì đây cũng là một cái thảm họa của người dân Việt Nam. Thì xin anh trình bày vấn đề này ạ. Yeah. Dạ, yeah, uh, kính thưa anh, anh đề tài hôm nay chúng tôi muốn thưa với quý vị rằng công an việt cầm là nội thống hận và quốc nhục của việt nam tại sao vậy à, nếu quý vị tin rằng cái giao tục ngự là tiếng nói của những người dân không có phương tiện thì trong nước để mà thể hiện cái nội uất hận của mình hoặc là khen chê của mình thì ở trong nước đã có những câu như là Công an là bàn của dân, bàn có rê nghe. Dạ. Ở xa thì bắn, ở gần thì đâm. À, hay là người ta diễn tả lại cái công an, à, cái cái bản chất của công an là công an là những thằng điên, trong túi có tiền cứ bảo rằng không. Hay là nó nó câu đúng chỗ, nó nó quỳ đúng chỗ, nó câu đúng người. Hay là à, nó có một vợ nó liền thích hai. Thì tất cả những cái cái giao tục người của người dân để phản ảnh lên nói lên cái nội cái suy tư của mình nội cấm hận của mình công an do là chương trình chúng tôi muốn vạch mặt thêm trong chương trình trước chúng tôi nói rằng là công an là người để nhìn nhận tất cả những sự kiện hầu đưa những kẻ phạm pháp ra pháp luật thì công an là kẻ là bò người đi xâm phạm tài sản người dân thay vì bảo vệ tài sản cho dân công an nói rằng là đi bắn chim mà bắn con dê mà rõ ràng là là lầm là, là, là chim à, mà súng mà súng từ chế súng hơi từ chế mà bắn đến nổi cái đoàn xa đến nổi cái đường phương tác xạ xa đến nổi nghĩa là nó nhìn không ra con dê nó tự con chim mà nó bắn con dê thì như vậy đã thấy rõ ràng là bọn công an là một lũ người chuyên môn tìm cách là tước đoạt tài sản người dân chưa nói đến tính mạng mà, mà hôm nay là chúng tôi chỉ nói đến cái tài sản và người của người dân mà thôi tức là cái vụ mà ba con về kính thưa quý vị không phải là việc ba công an này nó không biết nó cũng sợ về luật pháp bởi vì nó nghĩ rằng như anh điệp trình bày rằng là nó là thánh của mà lá trắng tức là nó bảo vệ chế độ thì chế độ có bộ phận bảo vệ cho nó cho nên đó là sự tương tác giữa hai bên và nó nghĩ rằng sau lưng nó không có luật pháp mà chỉ có đảng mà thôi cho nên à, nó đã không không sợ luật pháp mà nó không nhận bác con dê nó từng bắn người và giết người một cách rất là bình thường chuyện đó đã đã xảy ra điển hình là à, 200 26 người đã bị nó giết chết ở trong đồn công an thời gian tạm giam của nó để chứng tỏ rằng vẫn đề con dê là chuyện nhỏ giết người giết đến 226 người ở trong đồn công an là cái chuyện đó bình thường không phải truy cứu gì cả mà nếu ai nói gì, thì nó sẽ đưa vấn đề là cái luật là 331 ra để nó khống chế là bắt và đánh đập và khi bắt vào đồn coi như là chết đến đồ nó là nó thích vợ của người ta đẹp nó bắt người ta để bắt vợ phải 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 đổi cái thân xác cho nó hưởng và mới được chồng nó mới được hoặc là được thăm nuôi chồng, hoặc là được chồng thả về. Có một người ta có vụ bán dê người ta đặt vấn người dân dư luận người ta đặt vấn đề này là công an ăn cơm thức ăn đời sống lành tiền của dân mà muốn tiền, dân có tiền thì phải bảo vệ tài sản cho dân nhưng tại sao nó giết tại nó cướp tài sản của dân vậy thì cái lực lượng này có đáng tin cậy hay không và liệu cái đám này nó có bảo vệ được dân không câu trả lời rõ ràng không nhưng mà tại sao vậy tại vì nó bóc lột nó hiếp đáp nó dùng súng dùng dùng dùi cúi lựu đàn dùng nhà tù để nó lấy tiền của dân chẳng phải là dân đóng góp theo ý nguyện của một cái người dân đối với một công dân công công dân đối với đất nước thứ hai điều gì đã khiến cho nó à, cướp của giết người chẳng trần mà qua vụ á, là, ba, à, là ba con dê thì trong mẫu công an nó đã có cái sẵn máu tham rồi tôi à, theo dân ở trong nước nói là một người bình thường tự tế vô cùng khi còn đi học nhưng mà vào công an vào công an sau một thời gian thì cái điều đó càng ngày càng mất đi mà khi ra trường thì không còn cái mẫu lương thiện nữa mà là mẫu công an để xâm nhập bởi vì những giáo điều những cái điều dày trong cần công an phải dày công an cái loại người như vậy đây là đặc điểm chung đã vậy bây giờ công an một tìm cách khống chế toàn thể đất nước số người là nó chưa đủ bây giờ thằng tô lâm với tất cả là bộ trưởng công an đại tượng công an đã trình một dự luật trước quốc hội để yêu cầu quốc hội gia tăng quân số lên cho à, cho công an cho lực lượng công an Nếu nhớ lực lượng công an hiện giờ người dân trong nước cho biết rằng tỉnh nhỏ nhất là ba 000 người mà tỉnh lớn hơn là bốn 000 ngàn người mà thử hỏi theo chúng tôi biết là 63 tỉnh thành mà một tỉnh thành như vậy là lễ chung là 35.000 người quý vị tăng nhân liên quan thử. Mà bây giờ còn đoài nữa. Đến nỗi là ngoài cái chuyện nhấn sổ ra, Tô Lâm còn yêu cầu là phải phạt cho công an trực thăng, rồi xe tăng, rồi là súng phòng không, là những cái là vũ khí cao cấp hiện đại mà dùng ở chiến trường. Vậy thì nó chống ai? Công an phải là cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ đó quân đội đánh giặc ở phía ngoài biên cương là quân đội. Nhưng công an nó muốn để làm gì? Nó sát hại hai người dân, để nó thiêu ý người dân và thiêu ý ngay cả quân đội nữa. Vậy thì chúng ta có những nhận như sau. Thứ nhất, khi chiến tranh xảy ra thì Cộng sản Việt Nam đẩy con em người dân ra mặt rằng và chết ráng chịu, dẫu, dẫu biệt luôn. Nhưng khi hòa bình, yên tiếng súng thì những cái người mà người mà có con em của mình ra mặt trận đó đã không được đã không được chủ cổ mà lực lượng công an xuất hiện càng ngày càng đông và lực lượng công an là ai là những kẻ thứ nhất nhiều nhất trung thành nhất là cái kẻ bên quy vị trụ 17 thứ hai là con em của những tính cán bộ cộng sản hoặc là những kẻ có tiền của vào đó đóng tiền để ăn cướp à, công an không phải ở phía dưới Người ta nó nói ôi vậy thì Mỹ cái tính công an nó Nó ở phía dưới không ai biết thưa không Bộ Công an Tại Bộ Công an Nó đã mua một cái loài sắt Thải Nó chế tạo lại, nó tái chế lại, nấu lại Và nó nó, 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 nó làm những chiếc tàu Nó bán cho ngư dân Và ngư dân là tin tưởng rằng là Đây là công an, là ngon lành lắm Công an bảo chứng mà Nhưng mà mới đi ra cái sóng bệ đánh sập và nguyên cả một cái cái đoàn đoàn mà gây những cái chiếc ghế mà do công an sản xuất đó bộ công an sản xuất bạn và giả rất là đắt bởi vì lấy cái mặt công an mà nhưng mà ra bị chết số người bị chìm bị chết bị tất cả những cái đó không nói là tàu là của trung cộng nghe mà chỉ có chiếc tàu đó không ấy, mà cái đoàn tàu đó không chết tất cả mà cái im hết người dân hoàn toàn không biết cho đến cái lúc nào đó mà ở trong nội bộ nó xì ra thì người dân mới biết rồi công an á, đào tạo đi những cái tính tưởng như là trung tượng phạm văn vinh này và đồng bọn của nó á, là có, có nhiệm vụ chống cơ bạc thì nó là người bảo kê cờ bạc rồi những cái tên công an mà à, bảo kê à, vụ mua bán ma túy thì nó là nhiệm vụ nó là chống lại bọn ma túy cho nên cái bây giờ đó, nó còn chơi gọi là nó lấy cái dân phòng vô làm lực lượng tay sai cho nó và cái lực lượng dân phòng này á thì là cái bọn gọi là người ta trong nước người ta gọi là bọn ném đá bằng tay còn tụi công an là ném đá bằng viết tức là ném đá ném đá vào dân và cái lực lượng dân phòng này hiện giờ thì nó tuyển khoảng 800 ngàn tên nữa để làm tay sai cho công an Xá bảo là những cái tên là là là, là, tay sai á để công an sai bảo và cái cái tiền cái tiền này ai động người dân động động cách nào bóc lột không đóng là nó tìm cách uy hiếp nhưng không phải động thể không nó tới tầng nhà để nó tịch thu tiền bạc và bắt buộc là ăn kiểu ăn hôi chứ chưa, chưa tỉnh nữa à, ở ai ở Việt Nam cũng biết rằng là thỉnh thoảng cái bọn công an khu vực cái bọn dân phòng phối hợp với nhau và đi tới tầng nhà để hạch sách và mua uh, lấy tiền của người dân như vậy cái chế độ này chế độ do cộng sản thống trị có đáng để cho người dân tuân phục không không một trăm phần trăm vậy thì làm sao à một chế độ được người dân tôn trọng thì chế độ đó phải do người dân chọn lựa người lãnh đạo nhưng chế độ cộng sản không bao giờ có chuyện xảy ra trừ khi nó đã bị toàn giới Việt Nam đào thải ra khỏi dòng sinh mệnh của lịch sử và muốn như vậy thì mọi người dân phải vượt lên mọi sợ hãi phải đương đầu với với kẻ là lưu manh công an cộng sản và đảng cộng sản là cái tội đồ chính thức phải bị truy tố ra trước tòa án lịch sử thì mới ra đất nước mới có cơ hội sang trang và điều đó trông cậy vào uy tín trông cậy vào dung mãnh của người dân việt nam nói chung thì mới ra có cơ hội lịch sử sang trang kính thưa quý vị phần một chúng tôi đã hết giờ chúng tôi xin chia tay quý vị và phần hai anh điệp sẽ trình bày quý vị ở khoảng giữa thì chưa trực quảng cáo kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi và ủng hộ cho nhà chương trường quảng cáo